Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Cody Gakpo lập cột mốc đặc biệt với đội tuyển Hà Lan, Gerson Gekhorst mang về 3 điểm. Hà Lan bước vào trận đấu với Ba Lan với tâm thế được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Cơn lốc cam nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đại bàng trắng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 16. Từ một tình huống cố định, tiền đạo Adam Buxa đã có tình huống bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Bas Verbruggen mở tỷ số cho Ba Lan. Nhưng Hà Lan cũng chỉ cần 13 phút để có bàn thắng gỡ hòa. Phút 29, cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Gakpo đã chạm chân hậu vệ Ba Lan đổi hướng khiến thủ thành Szczesny bất lực trong việc cản phá. Đây là bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Hà Lan tại vòng chung kết Euro 2024. Và có một điều đặc biệt, Gakpo cũng chính là người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Hà Lan tại vòng chung kết World Cup 2022. Tổng cộng, ngôi sao của Liverpool đã ghi được 10 bàn và có thêm 4 pha kiến tạo sau 25 lần ra sân cho đội tuyển Hà Lan. Anh rất biết cách tỏa sáng ở các giải đấu lớn khi ngoài bàn thắng vào lưới Ba Lan tại Euro 2024 còn có 3 bàn tại World Cup 2022. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại và Euro 2024 chứng kiến trận hòa đầu tiên thì bước ngoặt đến ở phút 83. Nathan Ake có cú đúp kiến tạo với tình huống thả trái bóng vô cùng đẳng cấp vào trong vòng cấm để tiền đạo vào sân thay người Wout Weghorst chỉ mất 138 giây. Và ở pha chạm bóng đầu tiên đã dứt điểm tung lưới Ba Lan. Với Ba Lan, dù thi đấu rất nỗ lực và tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Bas Verbruggen. Chung cuộc, Ba Lan bị Hà Lan ngược dòng đánh bại với tỷ số 1-2. Bellingham giúp Anh thắng trận ra quân Euro. Phút 13, hậu vệ Kai Walker trồng biên phải cho Bukayo Saka lao xuống sát biên ngang. Tiền vệ câu lạc bộ Arsenal căng ngang nhưng trúng chân hậu vệ, khiến bóng đổi hướng bay bổng vào trước cầu môn. Bellingham chớp thời cơ, ập vào đánh đầu lái bóng về góc xa tầm cao, mở tỷ số. Đoàn quân của Gareth Southgate dần chơi trùng xuống trong hiệp 2 để Serbia lấn sân. Phút 60, hậu vệ Kieran Trippier đẩy ngã Alexander Mitrovic trong cấm địa Anh, nhưng trọng tài Daniel Osato không thổi phạt đền. Và cũng không can thiệp tình huống, dù Mitrovic phàn nàn. Trên khán đài, nhiều cổ động viên Anh tỏ ra lo lắng khi đội nhà chỉ dẫn một bàn. Phút 78, tiền đạo Jarrod Bowen vào thay Saka, tạt từ bên phải cho Harry Kane bay người đánh đầu cận thành, nhưng bị thủ môn Predrag Rajkovic đẩy bóng trúng xà ngang bật ra. Phải đến hiệu còi mãn cuộc, chiến thắng mới được đảm bảo cho Anh, dù họ chơi không quá hay. Bellingham và đồng đội chỉ cách xuất vào vòng 1/8 một trận thắng nữa, và họ có thể làm điều đó ngay lượt kế tiếp gặp Đan Mạch ở Frankfurt sau đây 4 ngày. Đan Mạch rơi chiến thắng dù Eriksen ghi bàn. Trận đấu trên sân Varina diễn ra đúng dịp tròn 1.100 ngày Eriksen bị trụy tim trong trận gặp Phần Lan ở Euro 2020. Giây phút thủ quân Đan Mạch trở lại Euro gây xúc động cho những cổ động viên từng chứng kiến giây phút Anh thoát chết 3 năm trước. Mùa giải qua, Eriksen không ra sân nhiều tại câu lạc bộ Man United. Nhưng ở tuổi 32, tiền vệ số 10 như sống lại giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Tottenham hay khi chơi cho Man United ở mùa 2022-2023. Mọi đường lên bóng của Đan Mạch đều qua chân Eriksen. Anh di chuyển tự do trên sân, thực hiện mọi quả phạt góc và đá phạt cho đội nhà. Phút 17, từ pha làm tường của Jonas Wind, Eriksen băng lên từ tuyến 2 đón bóng. Sau một nhịp khống chế bằng ngực, thủ quân Đan Mạch tung cú volley chân phải để mở tỷ số trận đấu. Không thể tranh chấp tuyến giữa với đối thủ, Slovenia tìm kiếm cơ hội từ những đường chuyền dài. Do nằm cùng bảng ở vòng loại, Slovenia dường như rất hiểu cách Đan Mạch phòng ngự. Huấn luyện viên Matija Kaeka chỉ đạo các hậu vệ liên tục phất bóng vào khe hở giữa bộ ba trung vệ của Đan Mạch để Andras Sporer và Jan Mlaka luồn ra phía sau. Slovenia không ít lần phá thành công bẫy việt vị của Đan Mạch bằng cách này, nhưng các tiền đạo của họ thường khống chế bước một không tốt. Kịch bản trận đấu không thay đổi nhiều trong hiệp 2 khi Đan Mạch tiếp tục lấn lướt. Nhưng Eriksen và đồng đội không thể tận dụng để ghi thêm bàn. Phút 65, tiền đạo đang chơi cho Man United Rasmus Højlund có cơ hội 10-10 khi đón đường căng ngang từ Victor Christiansen, nhưng không thể đánh bại Jan Oblak ở cự ly gần. Phút 77, từ một tình huống phạt góc, Jan Da băng lên từ cánh trái để đón bóng bật ra. Pha volley rất căng của anh chạm vào Morten Ekman đổi hướng, khiến Kasper Schmeichel lỡ đà và bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Bàn thắng này giữ lại một điểm quan trọng cho Slovenia và đây sẽ là tiền đề để họ mơ về tấm vé đi tiếp. Kết quả hòa cũng có lợi cho hai đội còn lại tại bảng C, Anh và Serbia. Ở lượt trận thứ hai, Slovenia sẽ gặp Serbia còn Đan Mạch chạm trán Anh. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.